Nó có delay không anh? Có delay không? Chào mọi người, hôm nay mình đi mua một chiếc chống da cho ba bì ở nhà tập. Thì hôm nay mình chọn ngoại lựa mãi thì mới tập chơi thôi, mình chọn một cái dòng Roland. Mình chọn mãi Roland thôi. Bây giờ thì hôm nay mình sẽ đi mua, mọi người cùng đi theo dõi Thiên Vũ mua và mình sẽ làm clip đánh giá và coi mua ở đâu, chia sẻ với mọi người ha. Chỗ này bán hàng như thế nào mình làm clip. Nếu bạn nào và các khách hàng nào đã từng mua hàng hay là đang tìm hiểu về sản phẩm này thì chúng ta Thiên Vũ cũng chia sẻ cho mọi người biết để chúng ta thấy nhiều thông tin hơn trước khi chúng ta quyết định mua. Rồi chúng ta cùng đi vô nè. Rồi đây là cửa tiệm mà mình đang chuẩn bị tính mua nè. Đợt trước mình có mua một số nhạc cụ ở đây và thấy anh bán hàng dễ thương lắm. Tiệm cũng không lớn lắm nhưng mà bán đồ cũng chuyên nghiệp. Và quan trọng là cách phục vụ mà họ làm việc, bán hàng cũng khá ok. Giá cũng hơi cứng nhưng mà mình thích cách làm việc ở chỗ này. Ở các bạn, đây là địa chỉ 33 Minh Phụng nha. Mình sẽ vô đây mình mua coi. Mình mua cái trống này thế nào mọi người. Đây là không gian họ bán đồ đây. Đẹp không? Quậy đi. Đây rất là nhiều nhạc cụ. Đây tiệm khá là trang trí vô cùng dễ thương. Tiệm thì vừa phải. Cái này là bộ cân tông, cân tun cho guitar. Đây là bộ nhỏ. Bộ mini nhỏ xíu anh. Cái đó series series mini là series gì anh? DD 401. 401 hả? Ờ nó nhỏ. Cái gì từ đầu là chọn dòng này mua cho nuôi rồi. À, cái này thì rẻ mấy triệu à? Cái đó mà mới luôn 7 triệu, còn bộ đó thì bên em phải thanh lý là trưng bày còn 5 triệu. Trời, nếu mà biết là mình mua bộ này cho nuôi tập cũng được mà thôi, lỡ kia thì để mốt cho khách vô test luôn. Lỡ rồi. Lỡ đặt rồi, order rồi. Đây. Đây là cái bộ Roland mà mình đã order. Đây là dòng TD-17KV. Mình coi coi. Cái này là do Việt Thương phân phối mọi người. Cái bộ này lớn hơn đúng không? Cái đúng bộ rồi, bộ này lớn. Cái kia có 7 triệu này, cái 2 mấy triệu mà. Cái 3 4 rồi. Cái size nó lớn hơn, size này size người lớn đánh đúng không? Dạ đúng. Tại em mua về cho cũng Barbie nạp tưởng cái bộ này cũng lớn. Và không biết là nó nhỏ như thế này. Tại vì không có đi xem, chỉ coi online thôi. Cái bộ này nhỏ hơn nô tập được nè. Nó có bộ lớn hơn, có bộ để xe lại 66 sao sao là mấy đó? 601. Ủa? 6610. 665 gì á? Như vậy 605 hay sao? Nó cũng Medley. Đúng rồi. Các bạn thấy xung quanh đây họ bán rất là nhiều vật cụ nè. Guitar bà cũng có nè, ca dông các kiểu. Là order rồi. Này cái đây là cái bộ Medley nè. Vì nói chung là sợ baby nghe những cái tiếng mà sợ cái sound nó không chất lượng, sau này ảnh hưởng đến cái lỗ tai hoặc cái cảm nhận, nên thôi mình gán vét tiền mình đi mua cái bộ Roland cho nó chuẩn tí xíu cho bé nhà bé tập, và sẵn cũng tiện là để cho khách mà lên chơi nhạc cụ khách có thể chơi được. Cái này là B đan đôi nè.
bên Android. Mình sẽ làm clip chia sẻ cho mọi người coi cái đánh giá mình để họ vui và họ rap cho mình thử. Hồ to quá sao lát trở về. Dạ rap lên thử giờ tại tụi em không có gành là chấm lắm giờ. Mày nói gì vậy cụ? Ủa anh, cái monitor của Roland luôn ở mình có bán không anh? Để tập này luôn hay sao? Dạ đúng rồi, để tập này nè. Hay là cho chống khác, cũng phải cái lo khác cũng được luôn. Cũng được. Ok. Lo được keyboard cũng được, lo mình lo là tốt tốt tí là được. Dạ, ok. Cảm xúc nó ra đủ rồi. Dạ. Tại vì cái gì anh hỗ trợ em hướng dẫn cách setup giúp em không? Dạ. Đi đâu vậy? Làm bản đi. Rồi. Kêu đó. Hả? Kêu đó. Làm bản ơi. Vô làm bản. Gạch xíu đi. Cái này hàng Việt Thương phân phối phải không anh? Đúng rồi. Đừng có đâu những cái Việt Thương thôi. Em tính mua cho nhỏ tập á, mà em tính melody em thấy cái sợ cái sao tiếng nó dở em không dám mua. Nhưng mà em đâu biết nó nhỏ gì đâu, em tưởng nó lớn, thôi lớn thì chơi luôn cái này. Thiên Vũ đang mua cái bộ TD-17 KV nha. Các bạn mà mọi người ai mà về sau mà có đi mua thì nhớ cái mã này, thì ở đây mình làm review cho mọi người xem luôn. Sẽ có cái đánh giá sau. Thank you.
rồi là cái quyển hướng dẫn để lắp cái bộ chân đó mọi người. Luôn. Ông lo ông mời ông đàn không ạ? Anh, cái carolan này, cái kích, cái tiếng kích mốt nữa em muốn mua cái kích kích rời được không ta? Được. Kích, mua cái kích thôi. Bây giờ nó có cái bed kích sẵn rồi. Dạ. Mình đang mình đạp vô. Dạ. Giờ em không muốn cái bed đó nữa, em mở ra em mua KT10 vậy. Dạ. Mà nó lắm như là hay hết mình đó. Dạ. Nó gọn hơn. Mà đạp cái bên anh khi nó thật hơn. À. Nó sướng hơn. Dạ bên cạnh. Em muốn mua cái Roland nào, Roland như cái kích của Roland 30 á. Kích Roland 30. KT10. Ồ vậy, KT10. Kích KT10. Lát chiều ráp ra trở về đi. Chỗ lẹ. Anh lắp xong rồi đã tháo về, đấy nó bỏ cửa hàng luôn. Hả? Gấp gọn lại sách về. Dạ, tôi gấp gọn sách về luôn anh. Em cho đi gấp về. Thùng đóng gọn lại, bỏ phụ kiện, bao bọc trong thùng cho em hết rồi. Rồi lắp xong gấp lại được chứ. Xếp thì được. Cái này nó kèm dù cho mình luôn chưa anh? Em có dù vậy? Dạ. Rồi mấy bộ này có. Mấy cái bọc túi nó cũng giống như mấy cái loa mà mình bán cho mọi người ha. Mấy đồ nhập khẩu thì thường thường nó khá đầy đủ, hơi rậm rà. Đây, sắc nó đây. Đây. Ở trên cái roller này thì nó sắc khá là dày. Dày anh ơi. Nhìn chắc lắm. Cái nước sơn nó rất là đẹp. Nó kiểu sơn tĩnh điện, nhưng mà cái loại sơn này không giống như sơn tĩnh điện ở Việt Nam mình. Chắc nó nhúng quá. Ở đây em cũng có những làm khung nhúng mà nó không được đẹp, không được mướt giống vậy. Nước sơn tĩnh điện họ nhúng ở đây thì nó mướt hơn so với cái khả năng nhúng sơn tĩnh điện ở Việt Nam mình mọi người. Trên mấy cái cùm nhựa này nó cũng có để cái thương hiệu Roland luôn. Nhìn nó rất là chắc chắn. Tiền nào của đó. Mà đây là bộ rẻ nhất rồi đó. Để dành tiền lắm mới mua được không mọi người. Ok, đây là phiếu hướng dẫn cách lắp ráp. Rồi. Ui, nó phụ ảnh đi. Làm cho biết luôn. Nè. Cái này, cái ốc. Ốc này nó đây là bộ phụ kiện. Đây là những cái ghim symbol. Giá symbol. Cái khóa này mới xài được. Đây. Mở xài phải có cái khóa riêng đó. Wow.
dưới nằm trên ta. Ừ. Chữ đúng rồi, nằm trên. Này, đang lắp. Cái bộ tivi này nhỏ xíu rồi anh ha. Bộ tí. Dạ. Em mua về cho ba bị em tập á, nhưng mà em coi trên mạng em nghĩ nó tưởng nó bự bự ngang ngang cái Roland này, mà em sợ sao tiếng nó không hay. Nó có bộ lớn nữa. Dạ. Mà bộ nhỏ nhất thôi. Cái đó của hàng khác. Medley nó Trung Quốc. Mà con nít thì nó tập cái đó là được rồi. Bộ đó chỉ có mấy triệu thôi. 7 triệu. Đây là nếu mà mới 7 triệu, còn hàng demo thì anh đang thanh lý á. Thanh lý 5 triệu đó mọi người. Mà mua cho con tập thì chúng ta mua bộ này được nè. Thấy vậy chứ, ở ngoài nó nhỏ lắm, vừa có size ghế ngồi. Mình không biết nè, mình cũng đã lỡ mua bộ lớn rồi. Không sao, để cửa hàng khách vô test lo luôn. Đủ luôn, cai dòng guitar đầy đủ. Anh cái dù xịn với lại cái dù thường nó khác nhau vậy gì anh? Nó nặng nhẹ. À, miễn sao là vừa tay theo ý mình thôi đúng không? Xịn nó nặng nhẹ. Nó nặng lắm. Nó bứt chắc tay lắm. À, lực hơn đúng không? Ở đây mình có cây nào không? Có cây nào nặng? Không. Bộ này có luôn mà. Mình có dù của nó mà không biết nặng nó nhẹ thôi. Dạ. Dù nó chắc. Nhìn nó, nhìn cái khung nó chắc chắn kìa. Ừ. Mình căng được. Nhìn nó khá là chắc chắn. Để quay cho mọi người cái mã Medley này của thương hiệu của Trung Quốc. Nó nhỏ nè, đấy các bạn thấy mình ngồi đâu, ngồi vô nhỏ xíu à. Đây là mã DD 410, cái này các bạn mua về cho con mình tập thì được. Rất là nhỏ. Mua về cho con mình tập. Bộ TD 17K này hiện tại đang mức giá thị trường là 35 mấy mọi người, 35 mấy 36 ở thị trường. Các bạn cứ liên hệ đi, các bạn họ sẽ có chương trình gì họ sẽ giảm giá cho mọi người. Rồi, mình đóng clip tí xíu, mỏi tay quá, đợi lát tôi quay clip lúc. Mọi người, hãy giờ là mình đã mở và mình đã bung hết rồi nè. Đó, bây giờ đây là cái bộ rửa trộn nè. Nè, là một tool nè. Đó, còn đây là cái Smart Roland. À, đang tháo ra quá trời hợp luôn. Tất cả cái sản phẩm này là đều made in Malaysia trong cái thùng này. Nói chung cái bộ của Roland là made in Malaysia hết. Quay cho mọi người xem. Đây. Đó, nó là made in Malaysia hết. Còn riêng cái bộ chân anh ấy đang ráp đó là made in China nha mọi người. Đó. Nó sẽ có gồm 4 thớt đúng rồi, một snare, 3 thớt. Rồi cái này là gì đây ta, mở ra đi. Đây, mở ra quá trời luôn. Anh này đang lắp. Đó. Anh đang lắp giùm cho mình chứ mình về nhà sợ không biết lắp. Đẹp chút thì tất nhiên. Đẹp hơn. Cái này theo số mà. Không cái điều số đúng không? Đi.
cái đẹp đẹp không đẹp hơn là nó chỉ khác với lại cái khi mà cái tiếng nó ra. À, sau khi lắp xong rồi mình chỉ cái việc là đem về nhà và dựng ra thôi, chứ còn kêu lắp lại thôi bó tay. Cái đó là của chơi, hình như nó là của 2H á anh. Cái bộ này nè. Bộ này của 2H á. Lắp ráp rất là khó. Và đây là bộ dây tín hiệu của nó. Về nhà mình sẽ làm dây lại cho nó xịn hơn, tín hiệu nó tốt hơn. Sau đó là đưa được. Được mà. Chụp của nó là tích của nó là đi gom luôn. À đúng rồi, căng à. Cái bộ này. Bộ ghim dưới nè, ghim tín hiệu nè. Căng nha. Mua nha. Nếu mà cái piano mà là hàng mới á, cũng Yamaha luôn rồi, giá khoảng bao nhiêu tiền? Mới. Tiền 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 tiền. Sau này là nó không có một cái đơn vị của ba cái chất luôn. Mềm lắm rồi. Cái này là của Malay. Sẽ lại hết. Đó, các thùng ở đây nó đều có số email riêng từng món hàng, giống như mà những cái lo xua mà người đã bán cho mọi người đó. Đây, nó đều có số email riêng và cái thùng ngoài chứa đựng cũng phải có nè. Đó, bọc nó cũng có nè. Đó. Bọc nó cũng có số email rồi hết nè. Tự nhập thì thường nó rõ cái đèn lắm. Rồi. Cái này là cái kích, bàn kích. Mà lại mắc anh gì? Mắc anh Malaysia luôn. Nè mọi người thấy mình hay review office của những hàng nó luôn luôn có màu. Đó, cho mọi người biết. Đó, ráp hình thành gần xong rồi. Nó có delay không anh? Có delay không? Ok, giờ làm đã lắp xong, bây giờ mình trở về nhà thôi. À, cảm ơn mọi người đã theo dõi clip này. Mình sẽ để lại cái đánh giá sau khi mà mình test thử một thời gian. À, nhưng mà anh chủ hàng ở đây rất là dễ thương. Rồi. Thử kết nối Bluetooth thử.